Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Bói để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai dáng lắc lượng đế đẹp nha quý vị. Giá thì bao rẻ cho quý vị luôn. Đó, dáng đẹp, đế đẹp, giá cũng đẹp. Mời quý vị mình theo dõi đến cuối clip luôn ha. Rồi, chào Bói. Chào anh Tuấn ạ. Em xin chào tất cả các cô chú anh chị em trên toàn quốc ạ. Thì hôm nay em có về một lô dáng lông giá rất là rẻ luôn, mong cô chú anh chị em coi từ đầu cho tới cuối clip và ủng hộ em ạ. Hình thức của em vẫn là bao sóng bao ship toàn quốc ạ. Rồi, rồi giờ em vô lô số 1 ạ. Rồi hôm nay là mình vô những combo không ha. Vô combo mỗi mã số là 4 cây hết ạ. 4 cây hết luôn. Rồi 12 quanh, cây nhỏ nhất. Nhất 12. Bên đây là 14 quanh. 14. Rồi từ 12 tới 14. Rồi mình mỗi combo vậy mình đã hai cây thôi, cây bự cây nhỏ thôi ha. Bự cây nhỏ. Đó, quý vị ngắm nghe kỹ cái dáng đó ha. Đó. Rồi vô đế nha quý vị. Để đây. Đó. Rồi combo mã số 1 này mình giao lưu nhiêu đem? Em giao lưu 580.000 ạ. Rồi 580 quý vị ơi. 4 cây giăng long đẹp luôn. Đó. Rồi mình lên combo mã số 2 quý vị. À, combo nào cũng 4 cây hết quý vị. Giá thì khác nhau ha, không có giống nhau. Rồi, cây nhỏ nhất. Này là 11 bình rưỡi. Anh thấy 4 cây này chắc cũng cỡ nhau quá. Dạ. Từ 11 bình rưỡi tới 12 quanh. Rồi, đó. Nằm cỡ đó. Dạ. Thân lắc vậy quý vị. Đoạn để nó đây ha. Rồi combo mã số 2 giao lưu như đem. Rồi mã số 2 550.000 ạ. 550.000. Rồi dạ, xuống cây. 4 cây. Rồi mình tiếp tục lên combo mã số 3 luôn. Về cho mấy anh cắt ghép chơi. Đó. Giá rất là mềm. Combo mã số 3. Rồi cây này hoành 13 rưỡi. 13 rưỡi. Cây bự này đi. Chắc cũng cỡ cỡ. Dạ, cũng tầm 13 rưỡi đi. Rồi nói chung là đây, cái đó, anh đó nhỏ nhất á đó, 12 gì không, cái nhỏ là 12 12 tới 13 rưỡi quý vị, nó cũng gần nhau nè, nhưng hoành nó cũng cỡ cũng lứa này. Hoành cũng ngang ngửa nhau. Rồi giao lưu như đem. Rồi combo này mà combo mã số 3 giao lưu 550.000 luôn ạ. Rồi 550.000 luôn. Rồi xuống cây luôn. À, tiếp tục lên combo mã số 4 luôn rồi quý vị ơi. Mình cũng xin nhắc lại từ đầu tới cuối clip thì lên combo mỗi combo 4 cây hết nha quý vị. Giá thì nó không có chênh lệch gì nhau nhiêu. Rồi cây nhỏ nhất là 12 quanh rưỡi. Cây này. Rồi tới 14 quanh. 12 tới 14. Tới 14 quanh. À, dáng thì nó cũng giống nhau ha. Vì ngắm cái đế nào quan trọng, thích bộ đế những em nào đây. Đó. 4 cây combo mã số 4 giao lưu như đem. Rồi mã số 4 em giao lưu 550.000 luôn ạ. Rồi 550.000 luôn. Rồi xuống cây luôn. Giá cũng mini vậy, tính bình quân mỗi cây có không nhiều tiền luôn ha. Bao ship luôn. Bao ship tới nhà quý vị luôn cái giá này. Mà quý vị có nhà ý chốt hết clip thôi quý vị. Có giá yêu thương hơn nha quý vị. Rồi cây nhỏ nhất đây là 11. Rồi. Cây bự. Rồi 11 tới 14. Rồi 11 tới 14 quanh. Dán ha. Dán cũng là ná nha. Còn để đây. Rồi combo mã số 5 giao lưu như đây. Rồi mã số 5 giao lưu là 570.000 ạ. Rồi 570.000. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Combo mã số 6 ha. Mã số 6. Sao vậy? Này chắc hoành nó cũng ngang nhau. Rồi 14 quanh. Combo này nó đều ha. Rồi, này tới 13 tới 14 đi. Đó, vậy cái dáng nó ha. Rồi xuống đế đây rồi quý vị. Rồi combo mã số 6 giao lưu như đây. Rồi, mã số 6 550.000 luôn ạ. Rồi 550.000 luôn. Rồi xuống cây luôn. Cây nhỏ, giá tiền nhỏ. Rồi tiếp tục lên combo số 7 luôn. Mã số 7.
nhất là 12. Đây cây này. 12 tới 14 ạ. Rồi, 12 vành tới 14 vành. Đó, nhìn không nghe kỹ ha, đường thân em nó ha. Tay cành ha. Rồi, mình vô đế luôn đây quý vị ơi. Ý. Hay quá, nhanh tay lẹ mắt ha. Đó, để cũng đều trơn đây ha. Rồi, combo này cho luôn nha em. Rồi, combo này mã số 7 em cho luôn 550 luôn ạ. Rồi, 550 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Lên combo mã số 8. Có combo này hơi lạ lạ so với những em còn lại đây. À, lâu lâu có đây. Combo trực đây. Hoành 13. Cái này 13 hoành. Rồi, chung cỡ hết đi. Cỡ 12, 13, 14 gì nằm cỡ đó quý vị. Đó. Combo này nó không có lầm với ai đâu. Rồi, combo này giao lưu như đây em. Rồi, 4 cây này giao lưu 4 xì gửi luôn ạ. Rồi, mã số combo mã số 8 ha. Dạ, 450. 450. Cây. Rồi, xuống cây luôn. Đó, clip này có combo bự trật chịu gì ơi, còn như đa số là lắc vậy này không nè. Rồi, tiếp tục combo số 9 ạ. Rồi, số 9. Combo nào cũng 4 cây từ đầu clip tới cuối clip nha quý vị. Này hoành nhỏ nhưng mà được dáng đẹp nha. Rồi, cái này 12 hoành. 12. 11 hoành. 11, 12. 1, 12. Cây này cây cũng nhỏ nhỏ đây. Nhiều. Rồi, tầm 11 luôn. Đâu, 11, 12 hoành quý vị. Nằm ở khoảng đó ha. Để nó đây. Rồi, combo mã số 9 giao lưu nhiêu em? Dạ, mã số 9 em giao lưu 580 ngàn ạ. Rồi, 580 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Combo mã số 10. Rồi, mã số 10. Hoành đây là 10 ạ. 10. Hoành 10 luôn. Chung là tầm 10 tới, ở đây bự chắc cả 11 ạ. 11, 12 gì đó. Dạ. 10 tới 11 thì cho chắc đây ha. 11. Để sổ. Để đây. Để này để sổ ha. Đó, này để nó khác mấy em kia kia nè, để sổ. Đây cũng đẹp. Giao luôn nhiêu em? Rồi mã này mã số 10 em giao luôn 500 ạ. Rồi 500. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục luôn. Combo mã số 11. 11. 4 cây luôn đây quý vị. Hoành cây nhỏ nhất cây này là 11. 11. Cây này bự đi. À, 10, cắn có cắn gì không sao thấy bự vậy ta. Trên đây luôn đi. Là lúc trên đó. Rồi, 13 rưỡi. 13 rưỡi. Nó đã tịt chứ nãy thấy tới 15 luôn á. Dưới đây là nó bự hơn ha. Ừ. Dưới đây nó tầm 15 luôn. 15 hơn luôn á. Để đây quý vị. Rồi. Giao lưu như đây. Rồi mã 11 em giao lưu 550 ạ. Rồi 550 cho mã số 11. Rồi, xuống cây luôn. Là tiếp tục lên mã số 12 ha. Mỗi combo 4 cây quý vị. 4 cây giá 500, 550, 500 mấy ha. Còn tới 600.000. 500 năm nói chung là 500 nè. 550. Rồi cái này hoành 12. Cây này bự nè. Cái này hoành 13 rưỡi. Rồi, 13 rưỡi. 12 tới 13 đi. 12 13 hoành. Dạ. Để ha. Để cũng đẹp đẹp không nè. Rồi, giá luôn nhiêu đây? Rồi, combo 12 này em giao luôn giá cũng 550 luôn ạ. Rồi, 550 rồi quý vị ơi. Rồi, tiếp tục mình lên mã số combo mã số 13 luôn. Bốn cây luôn. Hoành em nhỏ. Hoành 11. 11. Cái này bự nè. Em này bự nhiêu? Hoành 12. 11, 12 hoành. Như vậy nó cũng ngang ngửa với nhau nè.
chênh lệch nhau có phân hay phân thôi ha. Rồi dán nó đây. Rồi combo mã số 13. Dạ, 580 ngàn ạ. Rồi 580. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Combo mã số 14. Hôm nay thì tổng cộng mình lên 30 31 combo vậy ha bói. Dạ, tầm 30 combo. 30 combo. Ai lấy hết thì em để giá mềm luôn. Rồi. Mà combo mã số 14 rồi nè. Này cho mấy anh về ghép chơi, ghép ok. Ghép mỗi tay luôn. Cái này 13 quanh, cái nhỏ nhỏ nhất trên đây. Cũng tầm 11 tới 13. Rồi, cô chú ơi. 11 tới 13 quanh. Cái diện nó kỹ dáng đó ha. Đó, dáng thì bẻ co lắc. Co lắc dáng lông ha. Đế nè. Khá đế quá ha. Đế cũng to. Bốn này khá đế quá ha. Giá luôn nhiêu em? Rồi, combo này mã 14 vô luôn 580 ạ. Rồi, 580 ha. Trội hơn ta. Để giá nó trội hơn xíu ha. Tiền nào của đó ha. Rồi, xuống cây. Rồi, hơn ta vài chục ngàn. Rồi, mã số 15. 4 cây. Rồi, mất lượng luôn. Cây này nhỏ nè. Rồi, hoành 12. 12 rưỡi. Cái chắc cũng ok. Cái đó cái bự nhiêu. Cái này 13 rưỡi. 13 rưỡi. 13 rưỡi, 12 rưỡi ha. Dạ. Nằm một khoảng dao động khoảng đó quý vị. Để quý vị không biết kỹ ha. 4 cây. Cô đế cũng cầm tay ha. Rồi combo mã số 15 này ha. Cho luôn nhiêu em? 15 này giá 500 ạ. 500. Rồi xuống cây. Tính bình quân thì cây có 125 ngàn ha. Bao ship tới nhà luôn rồi. Đây combo mã số 16 gì vậy? Đây, quấn quấn ha. 4 cây combo mã số 16. Quanh nó 11. 11 quanh. Em bên đây. Em đây 12 quanh. 12. 11 tới 12 đi. 11 12 quanh. Rồi combo này giao luôn nhiêu em? Rồi combo này em giao luôn 550 luôn ạ. Mã số 16 ha. 516. 550. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mình lên combo mã số 17 luôn. Mã 17. Đó, mã số 17 quý vị. 4 cây luôn. Cây này 12 quanh. 12. Cũng bự bự nè. Cây này 14 không? 13 quanh rưỡi đây. Cắn lên miếng. Rồi 13 rưỡi. Đó, 12 tới 13 rưỡi. Cây này bự luôn. Cây này, rồi, cây này 15. 14, đây. 14 rưỡi ha. 15 yếu nấc. Cây này đây nó có vết hẹo đây. Hẹo nhánh ha. Mã số 17. Giao luôn nhiêu em? 17 giao luôn 550 luôn ạ. Rồi, 550 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên cái combo mã số 18 luôn nha quý vị. 4 cây luôn, mã số 18. Đây khá đế qua đây ha. Đó. Combo này đế khá nha. Combo này nhìn đế không là trội hơn mấy bông bô để giữ kia đó. Rồi, cái này hoành 13 rưỡi. Ok. Cái này hoành 12 rưỡi. Rồi 13 12. Cái này chắc tới 12 13 luôn ạ. Dạ. Cái này cũng 12 rưỡi luôn. Rưỡi luôn. 12 13 hoành có gì nằm ở khoảng đó ha. Rưỡi không tính đó. Đó. Này thì bốn này đế trội hơn mấy em nãy giờ luôn ha. Rồi combo mã số 18 giao lưu nhiêu đây em? Rồi mã 18 giao lưu 600 ạ. 600 gì? Nó trội hơn thì giá nó trội hơn xíu ha. Cao hơn có 20k, 20k mà có được 4 cây đẹp luôn vậy nè. Rồi xuống cây luôn.
Là tiếp tục lên combo mã số 19 luôn. 19. Bốn cây luôn quý vị ơi. Nhỏ nhỏ gọn gọn xinh xinh ha. Giá cũng nhỏ. Rồi cái này 12 bình rưỡi. 2 rưỡi nè. Bự này là gần 14 quanh. 14 ha. Đó. Cái này nhỏ. Rồi cái này 11 bình rưỡi. 1 rưỡi. Rồi 11 bình rưỡi. Cho tới 14. 14. Là combo mã số 19. 19. Giá luôn nhiêu em? Rồi 550 luôn anh. Rồi 550. Rồi. Xuống cây luôn. Rồi lên combo mã số 20. 20 đây. Đó, còn 2 nữa. Combo này cũng khá đế quá nè. Rồi cây này đi. Rồi đo đại đi. Chắc nó cũng ngang ngửa nhau em ơi. 13. 13 tới 14. 14 không? 14. 14. Rồi. 13 14 hoành cái gì ơi. Đó, nằm ở ngang ngửa nhau. À. 14 em này cũng khá đế quá nè quý vị. Đó. Đế quá đây. Rồi combo mã số ấy. Mã số 20. Cho luôn như em. Rồi 600. 600. Dạ 4 cây. Rồi, 4 cây. Rồi, 4 cây. Rồi tiếp tục luôn. Combo mã số 21. 21. 4 cây luôn. Ngày quanh 13 rưỡi. 13 rưỡi. Rồi, nghe tay này luôn. Này nhiêu đây? Rồi cái này 13. 13. Nói chung là này cũng ngang ngửa nhau ha. Bốn em này với quanh cũng cỡ ngang ngửa nhau 13. 13 13 quanh không. Cũng khá đấy ha. Chờ luôn nhiêu em? Rồi 500.000 ạ. 500. Rồi. 500 4 cây. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Mã 22. 22. Cũng một combo 4 cây luôn. Rồi ngẫu nhiên cây luôn. Cây này 14 quanh. Cây này nhỏ nhất quá. Rồi trên đây. Nhỏ trên đó. Rồi 12 rưỡi. 12 rưỡi. Rồi từ 12 rưỡi tới 14 đi. Để đây, để này bốn này khá đế quá ha. Để kỹ ha. Khá đế quá đây. Rồi, vô luôn nhiêu đêm. Rồi combo mã 22 vô luôn 600 ạ. Rồi, 600 4 cây. Rồi, xuống cây luôn. Rồi tiếp tục. 23. 3. 4 cây luôn. Đây 12 quanh. Rồi quanh 12. Rồi cái này như đây, 13 14 gì không? 13. 13. Đây, tầm 12 13 đi, 23 quanh. Ở đây nó cũng có vết lỗ ở chỗ đó, cái sẹo đó. Đó cái sẹo của cái ha. Đó, nó chắc có cái nhân tử này đó ha. Tử chắc bị gãy nhân tử để lại cái sẹo. Rồi combo mã số 23, giao lưu nhiêu đây? Rồi 500, cái này giao lưu 520.000 ạ. Rồi 520.000 của quý vị ơi. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục luôn. Combo 24. Rồi combo mã số 24. 4 cây. Cái này cũng khá đế quá đây. Khá đế quá nào quý vị. Rồi, này quanh 14 rưỡi. 14 rưỡi. Em đối diện bên này nhỏ nè. Đối diện. Ờ. Nhỏ nhất trong trong nhóm không biết nó bao nhiêu đây. Rồi trên đây luôn. Rồi 12. 12. 12 tới 14 đi ha. À, để quý vị, để bốn này mình nhìn thấy cũng khá đế ha. À, đẹp đế nè. Trội hơn mấy kia nè. À, thân cành nè. Combo này trội hơn ha. Giá sao em? Rồi combo 24 này giá 600 ạ. À, giá nó cũng trội hơn xíu. Đó, tiền nào của nó đó hả quý vị. Rồi 600 4 cây. Rồi xuống cây luôn. Rồi
tiếp tục lên 27. Rồi, 17 combo. Ủa anh, okay. Ủa này 24 này tới 25. 25 hả? Anh biết em đếm sao anh đếm vậy à? 25. Thì để khá đế qua đây. Đó cây này sổ sổ coi, nhỏ nhất nè. Anh nhỏ 11. 11. Sổ này nó cũng 17 nha, 17. Đó, cái này nó bự đây. Nó có cái tự. Rồi trên đây nè. Rồi đây là 14. 14. Từ 11 tới 14 nè. Bóng này đế trội hơn nhưng mấy em kia nè quý vị nè. Trội ha. Rồi combo mã số 25 cho luôn như em. Dạ 580.000 ạ. Rồi 580 ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi. Rồi. Này 16. Đây cũng có combo đầu linh nè. Combo này cũng lạ lạ nữa nè. Lạ lạ so với nãy giờ ha. Combo này cũng không giống ai luôn nè. Rồi cái này hoành 12. Cây này bự nhất nè. Hai em trật, hai em siêu siêu. Cây này gần 15 hoành, 15 hoành rưỡi. Rồi 15 rưỡi hoành. 12 tới 15 rưỡi. Rồi. Để 4 em. Hai em trật nè. Hai em nhắn siêu nè. Combo mã số 26. 6. Cho luôn nhiêu em? Dạ 480.000 ạ. 480. Rồi, xuống cây luôn. Rồi lên combo 27 luôn. Cái này hoành 12. Rồi 12 có dư. Con càng sẵn sẵn ha. Đó, chắc là ôm. Hai cây ôm. Đây cây. Okay. Này đo ngay đó nó tới nhiêu? 15. 15. Rồi. 12 tới 15. 12 15 hoành, này 12 hai thân ôm nè. Ở đây thì nó có mấy cái nhánh rồi đó, có nhánh cái tự. Tự cắt thì có dễ để lên thẻo. Cây độc lạ. Hai cây ôm nhau, hai thân ôm nhau. Rồi, giao luôn nhiêu đem? Rồi, combo 27 giao lô 470.000 ạ. Rồi, 470. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Combo mã số 28. Bốn cây luôn à quý vị. Rồi cái quanh nó 13 rưỡi. 13 rưỡi. Em bự bên kia kìa. Đó đó, ừ. Này bự nhất nè. Cái này quanh 15. Rồi 15 quanh em đó. Em ấm đo luôn nè. Thử ra nhiều. Rồi 12 rưỡi, 13 rưỡi. Luôn. 13 yếu một xíu luôn. 13 tới 15 đi. 13 tới 15. Rồi dán luôn quý vị. Rồi combo mã số 28, giao luôn như đem. À 500 rưỡi luôn anh. Rồi 500 rưỡi. Rồi xuống cây. Rồi lên combo mã số 29 luôn. 29. Chắc cẩn thận ha, chắc khéo lắm mới được tên họ bốn em này trên cái bàn quay đây. Rồi 13 hoành. Rồi 13 đá bự, nhỏ nhất 13 hoành. Rồi bự nhất cái này 16 hoành. 16 đó, 16 13 đến 16 hoành để cũng khá đế ha, cũng trội nè. Bốn này trội hơn mấy em kia ha, quý vị nhìn quý vị nhìn thấy cũng biết rồi ha, giá chắc cũng phải trội hơn xíu. Rồi, giao luôn nhiêu đem? Rồi, mã 29 giao luôn 600 ạ. À. Rồi, 600, 4 cây. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã cuối clip luôn. Rồi, cuối clip. Cuối clip bộ nhỏ. Số 30. 30. Nhỏ, gọn gọn, xinh xinh đây.
Đế cũng khá đế lắm nha quý vị. Nhỏ mà có vỏ. Rồi cái này quanh 10. 10 cái bự, bự bên kia kìa. Đây. Cái đó. Ngay ngắn đó là nhiều. Rồi quanh 12. 12 10 tới 12 quanh. 10 tới 12. Nhìn ngắm nghe kỹ đế ha. Dòng nó đi ha. Rồi dán nó ra quý vị. Rồi combo mã số 30 này mình giao lưu như đây. Combo mã số mà lưu cô cuối clip luôn là giao lưu 450 ạ. 450 ha. Hết ha. Dạ. Giao lại giống bói. Dạ, mong quý vị coi từ đầu tới cuối clip ưng ý nào thì cứ alo cho em liền ạ. Em xin cảm ơn ạ. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.